Tiền đạo Joshua Zikizé tới MU làm thủ tục kiểm tra y tế. MU đổ thành công ra đường Sancho lấy Federico Chiesa. sẻ. Đề chốt hạ rời Man City. Mbappe làm sập trang web của Real Madrid. Tiền đạo Joshua Zikizé tới MU làm thủ tục kiểm tra y tế. Sau khi MU chốt thỏa thuận với Bologna, tiền đạo Joshua Zikizé lập tức đắp chuyến bay tới Manchester Anh để làm thủ tục kiểm tra y tế. Ngày 11 tháng 7, Sky Sports và hàng loạt nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định MU đặt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee của Bologna. Quỷ đỏ phải trả 35 triệu bảng Anh, khoảng 42,5 triệu euro, cao hơn mức phí giải phóng hợp đồng 33,6 triệu bảng, khoảng 40 triệu euro. Theo thỏa thuận, MU được phép trả chi phí chuyển nhượng cho Zirkzee trong 3 năm. Trước đó, Quỷ đỏ cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân với chân sút 23 tuổi này. Anh đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với sân Old Trafford. Ngay trong ngày 11 tháng 7, Joshua Zizze đáp chuyến bay từ Manchester để chuẩn bị làm thủ tục kiểm tra y tế. Nếu không có gì thay đổi, trong ngày hôm nay 12 tháng 7, tiền đạo người Hà Lan sẽ làm thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng với MU. Thương vụ này hoàn tất nhanh hơn dự kiến của MU bởi Hà Lan đã dừng bước ở bán kết Euro 2024. Joshua Zizze nằm trong danh sách tham dự Euro 2024 của Hà Lan nhưng phải chờ tới trận tứ kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo 23 tuổi này mới được huấn luyện viên Ronald Koeman trao cơ hội ra mắt. Ở trận bán kết với anh, Joshua Zizze tiếp tục được tung vào sân ở thời điểm cuối trận nhưng không thể tạo nên sự khác biệt do Oli Watkins đã ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Anh ở phút 90. Joshua Zizze có bố là người Hà Lan nhưng mẹ là người Nigeria. Tiền đạo này trải qua nhiều lần đào tạo trẻ như Heike Lingen, Spartan, Adeo, Den Haag, Feyenoord trước khi tới Bayern Munich vào năm 2017. Trong màu áo hùng xám, Zizze đã thi đấu 17 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng. Trong giai đoạn khoác áo Bayern, Zizze từng bị đẩy tới Parma và Anderlecht theo dạng cho mượn. Tới mùa hè 2022, chân sút Hà Lan gia nhập Bologna. Ở mùa giải 2022-23, anh ghi 12 bàn sau 37 trận, góp công lớn giúp Bologna giành vé dự Champions League. Joshua Zikeze sẽ là tân binh đầu tiên của MU trong ngày 2024. Theo Sky Sports, huấn luyện viên Erik Ten Hag muốn chiêu mộ thêm hai cầu thủ người Hà Lan khác là trung vệ Matthijs De Ligt thuộc bên Munich và tiền vệ Sami Simon của NB Leipzig. MU đổi thành công Jadon Sancho lấy Federico Chiesa. Juventus chuẩn bị trao Federico Chiesa cho Manchester United như một phần trong nỗ lực chiêu mộ Sancho ở hè 2024. Thời gian của gia đình Sancho tại MU sẽ kết thúc vào mùa hè này sau vụ bất đồng quan điểm gay gắt với huấn luyện viên Erik ten Hag vào năm ngoái. Cầu thủ chạy cánh này đã không thi đấu cho Quỷ Đỏ kể từ tháng 8 năm ngoái, bị huấn luyện viên người Hà Lan trục xuất trước khi giành nửa sau mùa giải trong màu áo Dortmund theo dạng cho mượn. Quyết định gia hạn hợp đồng với Ten Hag của MU đã chấm dứt mọi hy vọng mong manh về việc cầu thủ người Anh này sẽ trở lại đội bóng MU cần phải tăng cường ngân sách chuyển nhượng khiêm tốn của mình thông qua việc bán cầu thủ. Sancho là một trong những cầu thủ mà MU hy vọng sẽ kiếm được mức phí hợp lý trong những tuần tới. Juventus rất muốn đưa cựu ngôi sao MU đến Turin. Bianconeri được cho là điểm đến ưa thích của Sancho. MU được cho là đang tìm kiếm mức phí khoảng 40 triệu bảng Anh, một con số sẽ là khoản lỗ đáng kể khi họ đã chi 72 triệu bảng Anh để đưa anh về Manchester 3 năm trước. Juventus đang gặp vấn đề với Federico Chiesa, người chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng. Tương lai của anh dưới thời tân huấn luyện viên Thiago Motta hiện có vẻ không chắc chắn. Juventus sẵn sàng gia hạn, nhưng cầu thủ người Italia buộc phải giảm lương. Theo Gazzetta dello Sport, Juventus sẵn sàng trao đổi chia xa với MU trong một thỏa thuận hoán đổi liên quan đến Sancho, người vẫn là mục tiêu hàng đầu của gã khổng lồ Serie A. Sancho muốn chuyển đến Juventus, trong khi Ten Hag vẫn đang cân nhắc lời đề nghị này. Chia xa là cầu thủ của Juventus từ năm 2020 và chính thức gia nhập câu lạc bộ vào năm 2022 sau hai mùa giải được cho mượn từ Fiorentina cầu thủ 26 tuổi này đã ghi được 10 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo cho câu lạc bộ của mình ở mùa giải trước. De Bruyne trước hạ rời Man City. Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã đồng ý miệng về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. Nhà báo Rudy Galetti của Italia cho biết, quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út viết tắt là PEF vừa làm việc với đại diện của tiền vệ người Bỉ. Tại cuộc gặp, đại diện của Debin đã bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng giữa câu lạc bộ Al Ittihad ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Câu lạc bộ Al Ittihad có trụ sở tại Jeddah, họ đứng thứ năm tại giải bóng đá chuyên nghiệp Ả Rập Xê mùa giải trước. Bây giờ, vấn đề giữa Al Ittihad và Man City chỉ còn thống nhất về mức phí chuyển nhượng. Nhà báo người Italia khẳng định, nếu thương vụ thành công, tiền vệ 33 tuổi sẽ trở thành đồng đội của những ngôi sao như Karim Benzema, Encolo hay Fabinho. Tiền vệ Debin chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad. Theo truyền thống, nửa xanh thành Manchester không muốn gia hạn hợp đồng hơn một năm cho những cầu thủ trên 30 tuổi. Cũng chính điều này khiến cựu đội trưởng Inke Gundogan rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do đến Barcelona vào mùa hè năm ngoái. Lưu ý rằng, thời điểm tiền vệ người Đức rời Man City khi vừa trải qua một mùa giải đầy ấn tượng của đội bóng nước Anh. Trước khi có thông tin trên, tiền vệ Derby từng đề ngỏ khả năng rời Man City. Khi được hỏi về ý tưởng chuyển đến Saudi Pro League, Derby nói: "Ở độ tuổi của tôi, bạn phải cởi mở với mọi thứ. Đôi khi chúng ta phải nghĩ đến việc kiếm tiền ở giai đoạn cuối sự nghiệp." Tiền vệ này tiếp tục, nếu tôi chơi ở Ả Rập Xê Út trong 2 năm, tôi có thể sẽ kiếm được một số tiền bằng việc chơi bóng 15 năm. Thông tin nhà trưởng Kevin De Bruyne rời nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh diễn ra trong bối cảnh Anh và tuyển Bỉ vừa bị loại khỏi vòng 18 Euro 2024. Mbappe làm sập trang web của Real Madrid. Khi lên Mbappe làm sập trang web của Real Madrid, khi người hâm mộ đua nhau mua áo đấu trị giá 160 bảng Anh của anh, Người hâm mộ đã nhanh chóng đặt mua áo đấu của Kylian Mbappe tại Real Madrid, khiến website sai bán hàng của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha này bị sập. Đội trưởng đội tuyển Pháp Mbappe sẽ chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid vào tuần tới. Kylian Mbappe đang chứng tỏ sức hút với người hâm mộ Real Madrid sau khi những chiếc áo đấu có tên anh ở câu lạc bộ đã bán hết trong thời gian nhanh kỷ lục. Đội trưởng đội tuyển Pháp Mbappe sẽ chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid trong một sự kiện được tổ chức vào thứ ba tuần sau, ngày 16 tháng 7 giờ quốc tế, sau khi anh gia nhập câu lạc bộ dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain. Sau khi tuyển Pháp thua ngược Tây Ban Nha 1-2 ở bán kết Euro 2024, tiền đạo người Pháp Mbappe sẽ đến Tây Ban Nha chuẩn bị cho lễ ra mắt câu lạc bộ Real Madrid. Nhiều năm ở Paris chứng kiến Mbappe khoác lên mình chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, Mbappe sẽ mang số áo khác tại Real Madrid sau khi Vinicius Jr không nhường chiếc áo số 7 cho anh. Thay vào đó, Mbappe sẽ mặc áo số 9, giống như số áo mà Cristiano Ronaldo đã mặc trong giai đoạn đầu khoác áo Real Madrid trước khi CR7 lấy lại áo số 7 sau đó. Cửa hàng trực tuyến chính thức của Real Madrid đã sập khi người hâm mộ đua nhau đặt mua áo đấu của Mbappe. Tờ Marca Tây Ban Nha đưa tin, một chiếc áo đấu chính hãng có các tên nhà vô địch World Cup 2018 ở mặt sau sẽ có giá là 160 bảng Anh và đơn hàng dự kiến sẽ mất 6 tuần để giao. Ngược lại, những chiếc áo có tên Jude Bellingham hoặc Vinicius Gia được giao trong thời gian chưa đầy một tuần. Tuần tới, dự kiến sẽ có rất đông người đến Santiago Bernabeu để chứng kiến lần đầu tiên Mbappe chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid kể từ khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Cầu thủ 25 tuổi người Pháp đã là mục tiêu của Real Madrid trong nhiều năm. Real Madrid từng đưa ra mức phí chuyển nhượng hàng trăm triệu bảng nhằm mua Mbappe nhưng Paris Saint-Germain từ chối. Sau đó, Mbappe ký hợp đồng mới ở lại Paris Saint-Germain thêm 2 năm. Cuối cùng, Mbappe quyết định không kéo dài thời gian ở lại thủ đô Pháp và anh chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha, nơi anh sẽ theo bước thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo. Khi đến Mbappe, có thể sẽ có trận ra mắt không chính thức cho Real Madrid trong chuyến du đấu vào mùa hè của đội tới Mỹ, nơi họ sẽ chơi các trận giao hữu với AC Milan, Barcelona, Chelsea. Trận ra mắt chính thức của Mbappe là trận chung kết siêu cúp châu Âu gặp Atalanta tại Wasa vào ngày 14 tháng 8. Mbappe làm sập trang web của Real Madrid. Khi lên Mbappe làm sập trang web của Real Madrid, khi người hâm mộ đua nhau mua áo đấu trị giá 160 bảng Anh của anh. Người hâm mộ đã nhanh chóng đặt mua áo đấu của Kylian Mbappe tại Real Madrid, khiến sai bán hàng của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha này bị sập. Đội trưởng đội tuyển Pháp Mbappe sẽ chính thức ra mắt với tư cách là cầu thủ của Real Madrid vào tuần tới. Kylian Mbappe đang chứng tỏ sức hút với người hâm mộ Real Madrid sau những khi những chiếc áo đấu có tên anh ở câu lạc bộ đã bán hết trong thời gian nhanh kỷ lục.